Thưa quý vị, câu chuyện xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ nhập học cho con trong những ngày gần đây đã trở thành tâm điểm khiến nhiều gia đình có con chuẩn bị vào lớp cuối cấp cảm thấy lo lắng và thậm chí là bất bình khó hiểu. Hiện tượng này không chỉ đẩy các vị phụ huynh vào tình thế mệt mỏi về thể chất, tinh thần mà còn trở thành những hình ảnh không đẹp, thể hiện quyền được học tập bình thường của học sinh đang bị bóp méo. Hà Nội những đêm phụ huynh không dám ngủ, thay nhau bám trụ cổng trường. Cảnh tượng xếp hàng xuyên đêm, ban ngày đội nắng dành suất học cho con của các bậc cha mẹ Hà Nội đã trở thành câu chuyện lạ lùng và gây hiếu kỳ với những người ngoài cuộc. Nhưng đây là câu chuyện không còn mới. Tôi đến đây chuyển từ đêm qua lúc khoảng 11 giờ đêm, hai vợ chồng. Tôi đem vợ đấy xong tôi về nhà tôi nghỉ ngơi, xong sau tôi đến tôi xong với vợ còn gặp từ 1 giờ đến 3 giờ như thế thay nhau. Lúc đấy lúc 11 giờ có khoảng tầm 40 phụ huynh, xong rồi sau cứ tăng dần đều, đi sáng thì đã nghỉ rồi. Hôm nay tôi đến đây từ 5 giờ sáng và tôi cũng chỉ lấy được đến số 199. Nói chung là các bác thì cũng đến rất là sớm, từ 9-10 giờ tối cơ, nên là xếp được hàng đầu thì các bác thì đã vào được hồ sơ hết rồi. Còn chờ đến lượt gọi tên. Bố cháu đang chờ bên trong này. Nhiều trường hợp bị trượt nguyện vọng 1 và thậm chí cả trượt cả nguyện vọng 2 và 3 nếu đăng ký mà không đúng. Tôi đi xếp từ 5 giờ anh rồi. Thế bác phải đến sớm từ 5 giờ có giải quyết được? Chả giải quyết vấn đề gì, do cái cách tổ chức ở đây. Sao? Vì sao anh không tổ chức cái lễ dân cứ ùa vào chỗ thì ghi tên, chỗ thì xếp hàng, chán biết tầng nào là. Cho nên là không cái tổ chức ở đây kém, làm cái lộn xộn ức chế. Vạ vật, mỏi mệt và sẵn sàng vượt rào để lấy được một con số. Xếp hàng cả chen lấn xô đẩy mới lấy được cái số này. Nếu mà để xếp hàng tử tế chắc là không được. Và sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Mẹ, tức là mẹ mất nhiều không con? Mất nhiều tiền không? Mất nhiều tiền không? Số tiền 50 triệu mà bà mẹ mang đi đóng tiền học cho con đã không cánh mà bay. Sự cố đã khiến mẹ nam sinh sốc nặng, còn em khép nép, buồn bã, làm nốt các thủ tục nhập học để rồi sau đó đưa mẹ đến bệnh viện. Giáo dục luôn là điểm nóng bởi đụng chạm đến mọi ngóc ngách của mọi gia đình. Tuy nhiên, nhà trường và ngành giáo dục cũng có thể lựa chọn nhiều cách làm thể hiện tính sáng tạo và nhân văn, thay vì để phụ huynh trắng đêm quay cổng trường dành một suất học cho con. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội không thiếu trường lớp đến như vậy. Để xảy ra tình trạng này, lỗi đầu tiên thuộc về các nhà trường. Họ hoàn toàn có thể chọn cách thức phù hợp hơn để giảm thiểu những áp lực nhọc nhằn không đáng có, ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh, phụ huynh và hình ảnh giáo dục thủ đô. Việc phụ huynh chịu khổ, xếp hàng xuyên đêm, nộp hồ sơ cho con thực tế chỉ diễn ra ở vài ba trường trên tổng số hơn 100 trường trung học phổ thông ngoài công lập của Hà Nội. Dù sức nóng của kỳ thi vào lớp 10 năm nay là có thật, song hầu hết các trường đều có cách làm hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho phụ huynh. Tăng số lượng hồ sơ phát ra cho cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển tại trường trung học phổ thông Mây đã là 1.300 hồ sơ và chỉ tiêu của chúng tôi chỉ có là 450 chỉ tiêu. Để giảm bớt được tất cả những cái thủ tục, nhà trường đã áp dụng những cái phần mềm cũng như là công nghệ chuyển đổi số. Tuy nhiên, một điều hiển hiện trước mắt là rõ ràng dân số cơ học tại Hà Nội đang tăng chóng mặt, khiến hệ thống trường công quá tải ở tất cả các cấp. Mặc dù có khá nhiều trường tư thục, nhưng đây không phải là lựa chọn của số đông. Nhà nước nên kể cả đóng góp như thế nào để xây thêm trường cho các cháu. Đất bỏ hoang rất nhiều, nhà máy rượu, nhà máy dệt kim đương thân bỏ không bao nhiêu năm nay rồi, không xây cho các cháu trường nữa học. Học sinh Hà Nội ở một mức độ nào đó cũng là những học sinh học cũng không đến nỗi tồi. Và mở cửa cho họ vào trung học phổ thông và sau này vào đại học, thực ra là chuẩn bị nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay là những trí tuệ nhân tạo hay những gì. Và đây sẽ là một cơ hội để Hà Nội có thể vươn lên bứt phá trong cái việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và vì vậy tôi thực sự nghĩ rằng là Hà Nội cần suy nghĩ lại về việc gọi là điều chỉnh cái quy hoạch các trường trung học phổ thông. Bên cạnh hệ thống các trường trung học phổ thông,
Hà Nội cũng là một trong các địa phương có số lượng lớn các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với học phí thấp, số môn học ít và thời khóa biểu hợp lý hơn, đảm bảo cùng một đầu ra với giáo dục phổ thông. Bởi vậy, đây sẽ là lựa chọn khôn ngoan cho những học sinh có học lực khá, có thể tập trung ôn thi đại học. Và thực tế là đã có nhiều em thành công đã đậu đại học với kết quả khá cao. Phải đầu tư thêm vào cho cái hệ thống giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng của họ để thuyết phục được phụ huynh và học sinh rằng cơ hội của em vẫn còn nếu mà học ở giáo dục thường xuyên. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Hà Nội phấn đấu từ kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, tất cả các trường trên địa bàn đồng loạt triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp, quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng thêm các trường học, không để tái diễn tình trạng phụ huynh xếp hàng cả đêm nộp hồ sơ cho con như thời gian vừa qua.